Kính chào quý phụ huynh, cô Hồng rất vui được đồng hành cùng bố mẹ trong hoạt động đọc thơ cùng con. Bố mẹ thân mến, thơ ca là một trong những hoạt động mà trẻ em vô cùng yêu thích, đặc biệt những bài thơ gần với các hoạt động hàng ngày như đánh răng, tắm hoặc khi tham gia giao thông trên đường sẽ giúp trẻ dễ hiểu và nhanh thuộc hơn rất nhiều. Bài thơ Bé và mẹ là một trong những bài thơ như thế, sẽ rất phù hợp khi bố mẹ và bé cùng nhau đi ngoài đường. Sau đây là một số mục tiêu mà bố mẹ cần chú ý khi tổ chức hoạt động. Trẻ chăm chú lắng nghe cha mẹ khi đọc thơ. Trẻ hiểu được nội dung bài thơ. Đọc thơ cùng bố mẹ. Và trẻ hứng thú với các hoạt động cùng bố mẹ. Để thực hiện được hoạt động này, bố mẹ cần chuẩn bị không gian đầy đủ ánh sáng, yên tĩnh, tạo cảm giác thoải mái. Nội dung bài thơ Bé và mẹ. Ngồi ghế đi con. Lấy thoải mái ăn chưa? Bà ơi, mẹ đố con nhá. Con có sẵn sàng tham gia một câu đố với mẹ không? Nghe vừa lần nãy đi ngoài đường ấy, thì con nhìn thấy gì? Con nhìn thấy ô tô và trên máy. Xe máy? Và đèn tín hiệu. À, cả đèn tín hiệu. Lúc mà ở đi qua ngã tư mà mẹ con mình gặp đèn gì mà phải dừng lại nhỉ? Đèn tín hiệu. À, đèn gì thì dừng lại? Đèn... đèn màu gì? À, đèn đỏ à? Khi nào thì xe mẹ con mình được đi? Đèn màu chạy. À đúng rồi, ngoài ra nhá, ngoài việc trên đường có rất là nhiều các loại phương tiện giao thông, thì ở trên vỉa hè, đố Lạc biết là vỉa hè thì dành cho ai? Cho con người. Cho người đi bộ đúng không? Đúng rồi đấy. Lạc ơi nhá, mẹ có một bài thơ rất là hay nói về chủ đề giao thông này đấy. Con có muốn nghe mẹ đọc không? Qua. À, con lắng nghe mẹ nhé. Bài thơ Bé và mẹ. Tan học, mẹ đón về, dắt tay em qua phố. Mẹ luôn luôn nhắc nhở, đi bộ trên vỉa hè, đường rất nhiều loại xe. Nếu sang ngang phải đợi, đèn xanh mới được đi. Bé ngoan ngoãn thầm thì, con nhớ rồi mẹ. Mẹ đọc xong bài thơ rồi đấy, có thể khen mẹ bằng một tràng pháo tay được không? Mẹ cảm ơn nhé. Lạc ơi, mẹ vừa đọc xong bài thơ rồi đấy, mẹ hỏi con một tí nhá. Cái bài thơ mẹ vừa đọc cho con nghe là bài thơ gì? Bài Bé. Bé và mẹ. À, cái bài thơ nói về điều gì nhở? Vậy thì không là đi chùa. À, mẹ dặn em bé. Sao em bé không thể đi xuống nông đường? Nếu muốn sang đường, nếu muốn tránh đường thì phải cho đèn trai. À, đúng rồi. Và em bé có nghe lời mẹ không nhỉ? Có. À, nếu mà em bé là Lạc, Lạc là em bé thì Lạc cũng sẽ như thế nào? Nghe lời mẹ. À, đúng rồi. Bài thơ rất là hay đúng không? Bây giờ Lạc có muốn đọc thơ cùng với mẹ không? Có. Thế mẹ sẽ dạy con đọc thơ bằng cách mẹ đọc câu trước và con đọc câu sau nhé. Bài thơ Bé và mẹ. Bài thơ Bé và mẹ. Tan học mẹ đón về. Tan học mẹ đón về. Dắt tay em qua phố. Dắt tay em qua phố. Mẹ luôn luôn nhắc nhở. Đi bộ trên vỉa hè. Đi bộ trên vỉa hè. Đường rất nhiều loại xe. Đường rất nhiều loại xe. Nếu sang ngang phải đợi. Nếu sang ngang phải đợi. Đèn xanh mới được đi. Đèn xanh mới được đi. Bé ngoan ngoãn thầm thì. Bé ngoan ngoãn thầm thì. Con nhớ rồi mẹ. Con nhớ rồi mẹ. Bây giờ mẹ và con sẽ cùng nhau đọc lại bài thơ một lần nữa. Có được không? Được ạ. Nào, chúng ta cùng đọc to nhé. Bài thơ Bé và mẹ. Tan học mẹ
đón về, dắt tay em qua phố. Mẹ luôn luôn nhắc nhở, đi bộ trên vỉa hè, đường rất nhiều loạn chê. Nếu xe ngang phải đợi, đèn xanh mới được đi. Bé ngoan ngoãn chăm chỉ, con nhớ rồi ạ. Con nhớ rồi mẹ ạ. Con nhớ rồi mẹ ạ. Ơi, rất là tuyệt vời. Hôm nay mẹ đã dạy con được bài thơ Bé và Mẹ rồi đấy. Mặc dù con chưa thuộc đâu, nhưng mà những lần tới mẹ sẽ cùng đọc thơ với con nhé. Con cố gắng để thuộc thơ. Để rồi đọc cho ai nhở? Cùng nghe phải không? Và trong bài thơ vừa rồi thì Lạc nhớ nhá, nhỏ như Lạc thì khi đi ra ngoài đường thì cần phải đi cùng với ai? Người nó. Đúng rồi, đi cần phải đi cùng với người lớn nhá. Nhỏ quá đi ra ngoài đường, nếu mà con không đi cùng với người lớn thì sẽ không an toàn đâu. Rồi, vậy thì hôm nay chúng ta đã học xong bài thơ gì hả con? Bé và Mẹ. À, lần tới mẹ sẽ dạy con đọc theo nhiều kiểu khác nhau nữa nhá. À, này nhá, mẹ có một hoạt động rất thú vị muốn giới thiệu với con sau khi đọc bài thơ xong đấy. Trước khi giới thiệu và hoạt động này, mẹ muốn hỏi Lạc có nhớ trên cây đèn tín hiệu giao thông thì có những loại đèn màu gì không? Có là màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Rất là tuyệt vời. Nhưng con có nhớ vị trí sắp xếp của cái đèn ở trên cây đèn đấy không? Ví dụ như là đèn nào đứng trước, đèn nào ở giữa và đèn nào ở phía dưới. Con không nhớ à? À thế thì mẹ mời con cùng đến với hoạt động này nhé. Chắc chắn là con sẽ nhớ đấy. Xin mời. Sau khi đã cho trẻ thuộc bài thơ, bố mẹ có thể đọc thơ cùng với trẻ theo hình thức nối tiếp câu. Bố mẹ đọc trước, con đọc sau, hoặc đọc to, nhỏ theo hiệu lệnh của bố mẹ. Cũng có thể bố mẹ đọc thiếu từ của câu thơ đó để các con bù phần còn thiếu vào. Hy vọng với những gợi ý trên, việc dạy các bé đọc bài thơ sẽ trở nên thú vị hơn. Cảm ơn bố mẹ đã lắng nghe.